Tiếp theo của phần 12 kênh Huyệt Đạo thì hôm nay sẽ giới thiệu về kênh Thủ Thiếu Âm Tâm. Thì kênh này chúng ta sẽ cùng xem cái hình ảnh của nó, đường gân nó chạy. Đấy. Tới đây là hết rồi. Thì đường kênh này thì nó chia làm ba nhánh. Một nhánh là qua cơ hoành liên lạc với tiểu trường, một nhánh là dọc theo thanh quản cổ họng rồi lên thẳng lên mắt. Cái nhánh mà mình được xem là nhánh đi ngang qua đáy hố mắt để xuất hiện mặt ngoài của da và cực tuyến. Đây, nó bắt đầu từ hố mắt. À, từ hố mắt chứ. Đấy, nó bắt đầu từ Thủ Thiếu Âm Tâm này, bắt đầu từ hố nách đây. Đấy, nó chạy. Chạy lên huyệt Thanh Linh. Rồi đi dọc theo bờ mặt của mặt trong của cánh tay. Đi dọc theo bờ mặt trong của cánh tay. Đến nếp gấp trong nếp quỷ. Đến nếp gấp trong nếp quỷ. Đây. Nếp gấp đây. Đấy. Đấy. Rồi thiếu hải. Đây, kênh thiếu hải đâu rồi, cái huyệt thiếu hải rồi đấy. Nó bắt đầu từ, nó chạy bên trong mặt trong này, bắt đầu từ hố nách này đến thanh lên rồi đến thiếu hải, tức là nó chạy bên bên trong gấp trong của nếp quỷ, dọc theo mặt trong của cánh tay, cánh tay dọc theo mặt lòng bàn tay giữa xương ngón 4 và ngón 5, dọc theo mặt trong của cánh tay, dọc theo lòng bàn tay giữa xương bàn xương bàn tay đấy, ngón thứ tư và thứ năm. Đây, nó dọc theo cẳng tay đây. Đấy, nó đến ngón thứ tư và thứ năm. Đấy, tư và thứ năm, thấy chưa? Đó là nó đi dọc theo mặt trong của cẳng tay, dọc theo lòng bàn tay. Đây, lòng bàn tay này. Lòng bàn tay này. Ở giữa ngón 4 và ngón 5. Ở cổ tay, đường kinh đi ở bờ ngoài gân cơ trổ trước. Đường kinh nó đi ngoài ở gân cơ trổ trước. Đây, bây giờ nó đi ngoài gân cơ trổ này. Đấy. Và nó sẽ đến tận cùng góc ở móng tay phía bên bên nó đến tận cùng góc ngoài của móng tay thứ năm. Đấy, ngoài móng tay số 5 thì nó kết thúc. Vậy thì cái kênh này chúng ta nhớ bao nhiêu điều, đó là nó có ba nhánh. Nhánh đầu tiên là từ cơ hoành liên lạc với tiểu trường. Nhánh thứ hai là dọc theo thanh quản cổ họng rồi lên thẳng mắt. Nhánh thứ ba là từ đáy hố nách xuất hiện ở mặt ngoài da và nó đi dọc cái bờ trong của cánh tay đến nếp gấp khuỷu tay, và cuối cùng của nó là nó đến nó đi dọc theo bờ ngoài gân cơ trổ trước rồi nó đến tận cùng góc móng tay thứ năm, là như thế nó kết thúc.